Nay Tài Đạt lại mang đến cho anh em ống tai chống nắng 3M thương hiệu Mỹ sản xuất tại Hàn Quốc nha. Ống tai có nhiều màu, màu xanh dương nè, màu trắng, màu hồng, màu xanh deep sea và màu đen. Loại này là loại có xỏ ngón nha anh em, mà có loại không xỏ ngón nữa. Loại này là kính lại tất cả các loại tia UV luôn đó. Tài Đạt trải ra cho anh em xem thực tế các màu nha. Còn đây là miếng test tia UV nha anh em. Đây Tài Đạt test cho anh em xem thử nha. Tài Đạt dùng một máy tia UV khử khuẩn đồ chơi trẻ em tia UVC nha anh em. Rồi Tài Đạt nhét vào đây để cho trực quan. Tài Đạt sẽ đưa dưới máy cho anh em xem. Như thế này, à như thế này thì chưa chắc là được, phải như thế này mới được. Đó, như vậy chưa chắc là tập trung được, Tài Đạt phải dời qua một chút xíu. Và anh em chờ đợi cái tia UV nó sẽ làm biến đổi cái màu trên cái thẻ đó như thế nào nha. Anh em đợi một chút xíu nha. Trong thời gian chờ đợi anh em cho Tài Đạt vài phút quảng cáo nha. Anh em có thể mua tại góc trái của màn hình nè. Đây là sản phẩm 3M chính hãng, chất vải dệt không đường chỉ và đặc biệt sản xuất tại Hàn Quốc luôn nha anh em, nên anh em yên tâm về chất lượng nha. Ở Tài Đạt là chỉ bán hàng chính hãng thôi nha anh em. Ống tai được dệt với công nghệ không đường chỉ, chống tia UV, ngăn gió và nhanh khô nữa nha anh em. Rất thích hợp cho anh em đi ô tô, đi dã ngoại, chơi thể dục thể thao nha anh em. Và sau đây anh em coi nè, đó, bắt đầu Tài Đạt kéo ra như rút bài vậy đó, thấy chưa? Tia UV nó đã hiện thị trên cái miếng dán đó. Ống tai 3M có rất đa dạng màu nha anh em. Đó, và đây là Tài Đạt để ngoài để test tia UV khi tấm thẻ này không để bên trong cái đó nha. Đó, quẹt qua quẹt lại. Đây là máy khử tia UVC, nó còn độc hơn là tia UVA và tia UVB nữa đó. Thì cái này dùng để khử khuẩn đồ chơi của trẻ em. Tài Đạt lấy ra Tài Đạt test nha. Đó, nó từ từ nó đổi màu nè, thấy không anh em? Hết tia UV nó tự động nó đổi màu lại. Cảm ơn anh em đã đón xem. Tạm biệt anh em.